Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu luân xa con mắt thứ ba và những tắc nghẽn có thể xảy ra trong trung tâm năng lượng và cơ quan này. Luân xa con mắt thứ ba cho phép nhận thức về thế giới ngoài các giác quan vật lý của bạn. Đây là chiều sâu nhận thức cần thiết nếu bạn tìm cách biểu lộ một cách có ý thức và hiểu được kinh nghiệm sống của mình. Luân xa mắt thứ ba bị chặn sẽ làm giảm chất lượng trải nghiệm cuộc sống của bạn và làm chậm quá trình thức tỉnh tâm linh. Biết được các dấu hiệu cho thấy luân xa này bị chặn, hy vọng sẽ giúp bạn xác định các lĩnh vực và thói quen mà bạn có thể cần đánh giá lại, các lựa chọn mà bạn cần trở nên ý thức hơn để mở trung tâm này và trải nghiệm nhận thức đầy đủ và được trao quyền. Những tắc nghẽn này có thể biểu hiện do hoạt động quá mức hoặc hoạt động kém. Luân xa mắt thứ ba hoạt động quá mức hoặc kém hoạt động cần sự cân bằng. Đưa năng lượng và sức khỏe của bạn về trạng thái cân bằng sẽ bảo vệ bạn khỏi những tắc nghẽn như vậy. Sau đây là một số dấu hiệu cho thấy rằng luân xa con mắt thứ ba của bạn có thể bị chặn. Dấu hiệu thứ nhất, bạn cảm thấy mất kết nối với trực giác hoặc bản năng rõ ràng của mình. Luân xa mắt thứ ba là một trung tâm năng lượng mà khi ở trạng thái cân bằng, nó sẽ tiếp thu với bản chất trực giác rõ ràng tự nhiên của chúng ta. Trực giác có thể được hiểu là tiếng nói bên trong đáng tin cậy hoặc sự hiểu biết bên trong của bạn. Nó có thể cung cấp cho bạn phiên bản cao nhất của cái nhìn sâu sắc và hướng dẫn hữu ích trong mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. Con mắt thứ ba còn được gọi là giác quan thứ sáu, là trí tuệ bẩm sinh mà chúng ta có được, ảnh hưởng đến phản ứng của chúng ta với các trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Cảm giác bị ngắt kết nối khỏi trực giác và bản năng có thể khiến bạn cảm thấy rất bối rối về mục đích sống của mình. Khi bạn cảm thấy mình không có quyền truy cập hoặc khó kết nối với hướng dẫn nội bộ này, đó có thể là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy rằng trung tâm năng lượng của con mắt thứ ba của bạn bị chặn. Dấu hiệu thứ hai, bạn cảm thấy mất kết nối với những người khác. Luân xa con mắt thứ ba hoạt động được biết đến bao gồm cảm giác và trải nghiệm của ý thức duy nhất. Nó cho phép chúng ta hiểu được giá trị của các quan điểm dường như phân cực tồn tại trong thế giới chúng ta. Nó cũng sẽ cho phép bạn thấy sự hoàn hảo trong con đường của bạn và con đường của mỗi người mà bạn tiếp xúc. Thấy mỗi con đường độc đáo như được kết nối với nhau. Có được sự hiểu biết về cách mà chúng ta có những trải nghiệm khác nhau đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tiến hóa của chúng ta. Bạn cảm thấy mất kết nối với những người xung quanh hoặc những người khác thì đó có thể là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy rằng con mắt thứ ba của bạn bị chặn hoặc mất cân bằng. Sự tắc nghẽn có thể khiến bạn nhìn thế giới từ góc độ hoàn toàn tách biệt, hoặc cái tôi vô thức cũng có thể mang lại cảm giác cô đơn, cô lập và vỡ mộng liên quan đến việc trải nghiệm những kết nối có ý nghĩa với những người xung quanh bạn. Thông qua việc xóa sự tắc nghẽn, bạn sẽ cho phép bản thân một lần nữa trải nghiệm cảm giác cộng đồng và thuộc về. Việc xóa bỏ sự tắc nghẽn này có thể đạt được thông qua sử dụng các kỹ thuật khác nhau để đánh thức luân xa con mắt thứ ba. Dấu hiệu thứ ba, bạn có cảm giác mất kết nối với thiên nhiên. Nhìn qua con mắt tâm linh này, chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về cách chúng ta đang xen chặt chẽ như một phần của tự nhiên. Đó là điều thực sự giúp chúng ta có thể tồn tại và phát triển trên trái đất. Khi bạn cảm thấy mất kết nối hoặc không nhận thức được sức mạnh và tầm quan trọng mà thiên nhiên liên tục cung cấp cho chúng ta, có thể là dấu hiệu của sự mất cân bằng của trung tâm năng lượng con mắt thứ ba của bạn. Dấu hiệu thứ tư, bạn thấy mình vô thức chìm vào những suy nghĩ phán xét. Rất dễ dàng liên tục đánh giá những lựa chọn và hành động của người khác một cách vô thức. Năng lượng phán đoán này là kết quả của việc không thể chấp nhận tính hai mặt và tính duy nhất. Nó cũng là kết quả của việc bị chặn khỏi ý thức thống nhất. Nếu con mắt thứ ba của bạn bị chặn, bạn có thể thấy mình đang phán xét một cách không cần thiết. Dấu hiệu thứ năm, bạn cảm thấy nhạy cảm với ánh sáng. Ai cũng biết rằng cơ quan liên kết với năng lượng của con mắt thứ ba của bạn là tuyến tụng, được tìm thấy ở trung tâm não của bạn. Tuyến tụng rất nhạy cảm với ánh sáng vì một trong những chức năng chính của nó là sản xuất melatonin, điều chỉnh nhịp sinh học của chúng ta
bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mà chúng ta tiếp xúc. Cơ quan này có lợi cho sức khỏe khi trải qua các chu kỳ tự nhiên của ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là ánh sáng yếu, thì có thể bạn đang bị mất cân bằng trong trung tâm năng lượng của con mắt thứ ba. Có thể rất hữu ích nếu bạn tập cho cơ thể quen với lượng ánh sáng tự nhiên lành mạnh, bắt đầu từ ánh sáng mặt trời và ánh trăng gián tiếp. Bạn cũng có thể thực hành ngắm mặt trời trong thời gian mặt trời mọc và lặn. Lý tưởng nhất là giờ đầu tiên và giờ cuối cùng của ánh sáng mặt trời. Nhìn mặt trời là một phương pháp luyện tập được sử dụng từ thời cổ đại để kích hoạt và kích thích luân xa con mắt thứ ba. Dấu hiệu thứ 6, bạn bị mất ngủ hoặc mất cân bằng giấc ngủ. Tuyến tùng sản xuất melatonin, chất dẫn truyền thần kinh, điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của chúng ta. Vì tuyến tùng là biểu hiện vật lý của năng lượng con mắt thứ ba của bạn, tuyến tùng không khỏe mạnh hoặc bị tắc nghẽn có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất hoặc giải phóng melatonin, có thể làm rối loạn nghiêm trọng giấc ngủ của bạn, gây ra các vấn đề phổ biến như mất ngủ, hôn mê. Nếu bạn vật lộn với chu kỳ giấc ngủ của mình, đó rất có thể là dấu hiệu cho thấy rằng một phần của vấn đề là luân xa con mắt thứ ba bị tắc nghẽn. Đó cũng có thể là thời gian không đủ dành cho giấc ngủ chất lượng, cũng như tiếp xúc với ánh sáng không tự nhiên quá mức. Cả hai yếu tố này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn mắt thứ ba này. Dấu hiệu thứ 7, bạn bị trầm cảm, lo lắng và cảm giác buồn bã không rõ nguyên nhân. Tuyến tùng cũng đóng một vai trò trong việc sản xuất hormone serotonin. Serotonin còn được gọi là hormone hạnh phúc, ảnh hưởng đến hóa học não của chúng ta và có tác động trực tiếp đến tâm trạng và cảm xúc của chúng ta. Tuyến tùng hoặc con mắt thứ ba không hoạt động cân bằng có thể tác động mạnh đến tâm trạng của bạn. Điều này có thể là do sự mất cân bằng serotonin gây ra bởi tuyến tùng không hoạt động ở trạng thái tối ưu, và cũng có thể do khối năng lượng có thể khiến bạn cảm thấy mất kết nối với con người, thiên nhiên và nhận thức sự thật bên trong của bạn. Do đó, con mắt thứ ba bị tắc có thể là nguyên nhân dẫn đến một số cảm giác lo lắng hoặc trầm cảm không giải thích được của bạn. Bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc thực hành hơi thở có ý thức, kích thích thể chất của tuyến tùng để sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh giúp não của chúng ta luôn ở trạng thái vui vẻ tối ưu và giúp dễ dàng vượt qua những trải nghiệm và cảm xúc nặng nề hơn. Dấu hiệu thứ 8, bạn có trí tưởng tượng kém hấp dẫn. Thông qua việc đánh thức con mắt thứ ba của bạn, bạn có được khả năng tuyệt vời để cảm nhận cuộc sống một cách phức tạp và những tiềm năng vô hạn của nó. Trải nghiệm ý thức được mở rộng và tích hợp này làm nảy sinh những ý tưởng và suy nghĩ thú vị sáng tạo, có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây là năng lượng của một trí tuệ sáng tạo được đánh thức. Nếu bạn cảm thấy mình gặp khó khăn với việc hình dung, giải quyết vấn đề sáng tạo nghệ thuật, và thậm chí có thể dễ dàng cảm thấy buồn chán, điều này có thể là do bạn có trí tưởng tượng kém hấp dẫn. Trí tưởng tượng kém hấp dẫn này có thể là do luân xa con mắt thứ ba bị chặn. Chúng ta là những sinh vật sáng tạo bẩm sinh. Đôi khi nó chỉ là vấn đề xác định và mở khóa, đánh thức và giải phóng năng lượng tự nhiên muốn chảy duy nhất bên trong và thông qua mỗi chúng ta. Dấu hiệu thứ 9, nếu bạn cảm thấy có thể bạn không có giấc mơ, hoặc bạn hiếm khi có thể nhớ những giấc mơ của mình, nguyên nhân rất có thể là do luân xa con mắt thứ ba của bạn bị chặn. Luân xa này cung cấp khả năng hình dung bên trong, nhận thức sâu sắc và rõ ràng về thế giới bên trong của chúng ta. Nội dung của những giấc mơ của chúng ta được tạo ra từ tiềm thức và các cảnh giới phi vật lý, thường được trải nghiệm thông qua thị giác bên trong hoặc khả năng ngoại cảm mà luân xa con mắt thứ ba được kích hoạt tạo điều kiện. Đánh thức con mắt thứ ba có thể cho phép bạn khám phá đầy đủ và sống động cõi mơ thông qua việc phát triển khả năng mơ sáng suốt của mình. Dấu hiệu thứ 10, chế độ ăn uống của bạn có nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Nếu bạn tham gia vào một chế độ ăn kiêng chủ yếu là thực phẩm chế biến sẵn, thì có khả năng bạn bị tắc luân xa con mắt thứ ba. Việc duy trì luân xa con mắt thứ ba hoạt động rõ ràng và tối ưu đòi hỏi chúng ta phải duy trì một chế độ ăn uống sạch sẽ và có độ rung cao. Điều cần thiết là phải chào đón một lối sống tập trung vào việc ăn những loại thực phẩm bổ dưỡng nhất
mà bạn có thể tiếp cận tiêu thụ thực phẩm ở dạng tinh khiết nhất, không qua quá trình chế biến, phụ gia và biến đổi hóa học. Những gì bạn ăn sẽ trở thành một phần của cơ thể vật chất và một phần của cơ thể năng lượng của bạn. Và vì vậy, để có luân xa mắt thứ ba rõ ràng, tốt nhất bạn nên loại bỏ hoặc cắt giảm đáng kể đồ ăn vặt trong chế độ ăn uống của mình. Điều này rõ ràng sẽ không chỉ giúp giải phóng sự tắc nghẽn này mà còn có lợi cho toàn bộ hệ thống luân xa của bạn và sức khỏe chung của cơ thể vật chất quý giá của bạn. Điều thứ 11, sự vôi hóa fluorua và tiếp xúc với kim loại nặng. Tuyến tụng khá nhạy cảm với sự vôi hóa, có thể dầu uống nước có hàm lượng fluorua cao cũng như tiếp xúc với kim loại nặng. Fluorua cũng được tìm thấy trong thành phần của nhiều nhãn hiệu kem đánh răng. Tuyến tụng bị vôi hóa sẽ dẫn đến năng lượng ở trung tâm con mắt thứ ba này bị tắc nghẽn. Nếu bạn biết rằng nước bạn đang uống có chất lượng kém, hoặc nhận biết rằng bạn thường xuyên tiếp xúc với kim loại nặng, đây là dấu hiệu của con mắt thứ ba đang bị tổn thương. Chúng ta chỉ cần biết rằng những yếu tố này tác động đến con mắt thứ ba và thực hiện những nỗ lực liên quan như là lọc nước hoặc tìm nguồn nước sạch để ngăn chặn nguyên nhân phổ biến gây tắc nghẽn con mắt thứ ba này. Nếu bạn có thể loại bỏ chúng hoàn toàn bằng cách tìm các giải pháp thay thế sẽ là tốt nhất. Nhưng ít nhất, hãy lưu ý bắt đầu giảm lượng chất độc nếu bạn có thể. Bây giờ, bạn đã xác định được nguồn gốc của một số năng lượng trì trệ trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể tiếp thêm sức mạnh cho bản thân để chữa lành những khía cạnh mà bạn cần. Hãy nhớ nhẹ nhàng và kiên nhẫn với bản thân, vì tất cả việc chữa lành đều là một quá trình. Chúng ta có thể biết ơn khi có quyền truy cập vào rất nhiều tài nguyên tuyệt vời, và với hành động cam kết, bạn sẽ là hiện thân của phiên bản cao nhất của bạn, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Sự chữa lành của bạn không chỉ mang lại lợi ích cho bạn, mà còn cho tất cả những người xung quanh bạn và thế giới nói chung. Một số cách bạn có thể chữa lành những tắc nghẽn và mất cân bằng luân xa con mắt thứ ba này là thông qua thực hành thiền định có chủ đích, thở, chữa bệnh bằng âm thanh, chữa bệnh bằng tinh thể. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.